Đúng ghê gớm luôn đúng không? Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khải Gaming. Và Duyên Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Ở video này thì nghe Thiên Hà đồn ở server Đại Gia Sơn này đang có một đại gia sử dụng một set đồ đường môn khá là chát, khá là chua. Và chỉ là mới lần nghe thôi em, với một set đồ hơn 40 triệu đồng vãi cả nồi. Một set đồ mà nghe nói không khả năng, không biết là như thế nào đâu em. Rồi đây, bây giờ thì Khải sẽ soi đồ cho anh em xem. Đây là một cao thủ bên trưởng lão của Ban Hội Hồng Môn. Ban Hội Hồng Môn nha anh em. Đây, để trước khi soi đồ anh em đợi tới Khải giao dịch cái này cái đã. Rồi, Khải đang giao dịch đây anh em, Khải giao dịch 4 bộ không bình đó. Rồi, 4 kim 8, bộ 1 kim 2. Rồi, cho anh em xem đây. Đó, như video Khải ở cái tiêu đề Khải nói anh em thì set đồ này hơn 40 triệu Việt Nam đồng anh em. Hơn 40 triệu Việt Nam đồng anh em. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ nghĩ đến gia truyền kháng tất cả hỏi gì đây. Vô, một gia truyền không khác gia truyền của hai lú đâu anh em. Kháng cả 18, kháng banh 17, thời gian đọc 30, nỗ lực 85. Trời ơi, gia truyền này, tôi nói thiệt anh em, đường môn nhìn chỉ có nước chảy dãi thôi. Gia truyền này thua hai lú chỉ cái là thua cái kháng tất cả thôi anh em. Kháng tất cả hai lú là 19, đó, còn gia này là kháng cả 18. Nó tương đối là 17 kháng banh và 30 chống độc và nỗ lực. Trời ơi, gia truyền này, khả nghĩ gia truyền này phải nằm trên giá gần 20 mơ nè. 15 đến 20 mơ gia truyền này nha, bảo đảm luôn. Trời ơi, một nhìn gia truyền vãi nồi. Thôi, thèm. Rồi, tiếp tục. Gia truyền là cho sơ sơ thì Khải 15 đến 20 mơ nha. Gia truyền này bảo đảm luôn, ở hiện tại server này là 15 mơ đến 20 mơ nha. Đó, còn em mua giá như thế nào thì buôn bán như thế nào Khải không rõ, nhưng mà Khải khẳng định nó phải hơn 15 mơ. Đó, lấy giá trung bình 15 mơ thôi, đó. Tiếp tục, cái nỏ này quá đẹp, tốc 20, sát thương phần trăm 70, sát thương ngoại 21 điểm dòng 1, kháng độc 21, sinh lực 70. Cái nỏ này Khải nghĩ hình như là mua của thằng em Nam Bi đó, mua cái nỏ này như là giá thiệu 6 hay 7 triệu đó nè, 6 hay 7 triệu cái nỏ này ấy. Sát thương dòng 1, 21, tốc 20, đặt móc cho đường môn rồi, kháng độc 21 và sát thương vật lý thêm 70% nữa. Cái nỏ này tính ra khá đẹp. Không phải cùi, nó nhìn quá đẹp rồi. Cái nỏ này phải trên 7 đến 10 mơ. Hãy nghĩ chung nó, chung giá chung nó phải 7 mơ. Giá trung bình nó phải 7 mơ ở tầm này. Rồi, coi ạc này bao nhiêu cấp như cấp 103. À đồ, ạc này cũng khá là khủng rồi nè. Server hiện tại bây giờ cao lắm chỉ là 104 thôi. Con này 103 có thể là đang top 2 số nè. Từ top 10 đấy, top 10 đến top 15, 20 rồi đó. Tầm đó nha nè. Đường môn rồi, đang top mấy đường môn. Nhưng chưa cập nhật hạng nên là chưa lên top đường môn được nè. Ông chưa cập nhật hạng ở cái lỡ quang á, nên là chưa lên xếp hạng lên đường môn được. Rồi, chưa giờ hết hai món không đã 20 triệu, hơn 20 triệu rồi nè. Vãi nồi chưa. Cái nỏ cho 7 củ đi, giá truyền 15 củ thôi. Đây này giá trung bình rồi nha, người ta có thể mua cao hơn ấy. Đó, sơ sơ hai món này hơn 22 triệu rồi. Rồi, cái nón này phòng thủ 19 thì sinh lực nội lực 10 thì khá là êm, nhưng không có mắc lắm. Nón này khả nghĩ chắc khoảng tầm 2 đến 3 kim. Khoảng nón này còn 200 đến 300 nghìn thôi nè. Đó, 200 đến 300 nghìn thôi. Rồi áo. Áo này 40 chậm. Trời ơi, áo. Áo này hồi trước Khải có mua hộp một lần, tại vì Khải không có mua. Khải cho nhân vật nữ nè. Có người BM Khải mua 06 kim nè, nhưng mà Khải không mua, lúc đó Khải chỉ ra mua nữ thôi. Nhưng mà tầm này với cái hiện tại bây giờ thì cái áo này phải trên 10 kim nè. Áo này phải nằm giá phải tầm 700 nghìn. Khải nghĩ áo da này ông mua phải hơn 10 kim. Với hiện tại bây giờ hơn 10 kim 700 nghìn đấy. Rồi, hai món này 1 triệu nữa là 23 rồi, vừa quá. Bao tay này hồi trưa Khải có hỏi là bao tay này ông mua 3 triệu nè. Phòng thủ 22 làm 130, sinh lực lực. Bao tay này 3 triệu ấy. Bao tay này hơn 3 triệu ấy. Đó, giờ tính ra là gần 25 triệu rồi. Nhẫn này sinh lực lực cao kháng hỏa, nhẫn này chắc Khải người chắc cũng tầm 3 đến 5 kim. Nhẫn này quá đẹp. Sinh lực 151, kháng hỏa 15, nội lực 57. Vãi cả nồi cái nhẫn. Sinh lực quá đẹp cho đường môn và cả cái nội lực nữa nè. Và đi với cái nhẫn thì đây một cái dây. Mỗi dây là 140, tốc 30, sinh lực 117, 140. Cái dây này chắc mua lại của bà Tân nè nè. Dây này chắc chắn là mua lại của bà Tân. Tại vì ở server này Khải thoái chỉ một đôi giày của bà Tân với cái hiệu ứng như thế này, đẹp như thế này thôi. Như là ông bán ngặt bán đồ luôn cho ông này. Không biết mua đôi giày này bao nhiêu, nhưng mà Khải nghĩ chắc hơn 5 đến 10 kim. 5 đến 10 kim, Khải không rõ nha nè. 5 đến 10 kim. Đó. Rồi, đại lưng, uầy, một đại lưng phòng thủ lý dòng 1, 25 điểm dòng 1, vãi cả nồi, đúng chắc luôn em ơi. Uầy, phòng thủ này cao vãi cả nồi. Phòng thủ cảnh này là ông đấm, ông xấy mấy thủ lâm như này, thiên quân bang có thể banh với ông ấy. Phòng thủ bao tay 23, hay bao tay 22, nón 19. Rồi, đại lưng 25, gia truyền 18, rồi phòng thủ rồi.
Tôi tính ra mà 22 19 là 41. 41 bên này là 59. 59 với 25 này là được 79, 84. 84 trừ ra khoảng 14 đi. Phòng thủ ông này dương 70 nè. Phòng thủ ông này dương 70 nha. Trừ cái lượng âm tầm 14, 15 ra đi thì dương 70. Đó, dương tầm 68, 69, 70. Đó, chứ Khải không rõ chính xác được tại vì ad của người ta. Khải không có soi được chỗ này nè. Rồi, tiếp tục thì nhận dưới. Ôi, một nhận 540. Trời, nhận này là nhận nơ 1 server từ đầu chứ anh em. Không biết là phải ad ông này là ad ông nhấp ác lúc trước không anh em. Không biết hay không mà nhấp ác vẫn còn đang chơi mà chắc là bán qua cho ông này thì phải. Nhẫn này là gọi là dạng no 1 server anh em. Nhẫn này là gọi là nhẫn thứ hai Khải thấy. Ở cái lần live, ở lần sau đồ trước thì nhấp ác sở hữu cho mình một cái nhẫn này trị giá khoảng hơn 3 triệu anh em. Trị giá một cái nhẫn 540 này hơn 3 triệu anh em. Đó, còn nhẫn này tầm này thì Khải nghĩ giá nó không tầm đó anh em. Tại vì server đang rất là hot. Những cái món đồ như thế này gọi là must win rồi anh em. Khó mà tìm kiếm và sở hữu nó. Đó, nhẫn này 3 triệu nữa rồi. Trời ơi, rồi nhập bòi nữa. Bò 540 cho một nữa luôn. Nhà bò này phải cũng gần sát giá khoảng từ 2 đến 3 triệu luôn em. 2 đến 3 triệu luôn á. Nó cũng dao động khoảng tầm 2 triệu rưỡi đến 2 triệu. Cao lắm là 3 triệu đó. Rồi tính ra ông này sai toàn hàng triệu thôi em. Sai toàn hàng triệu thôi. Vãi đến nơi. Đây, hai món này cho nem cũ đi. Hai cái nhẫn này với nhà bò này nem cũ đi. Giày này khoảng giày này cũng 500k đi. Là 5 cụ rưỡi với cái đai lưng này khả nghĩ chắc hơn 10 kim đó nè. Đai lưng này khả nghĩ chắc khoảng 1 triệu ấy. 6 triệu rưỡi đây. Đai lưng tầm này gọi là quá đẹp nè. Mắt pin dòng 1 là quá đẹp. Đường môn đem đọc rất cần 6 triệu rưỡi. Nhẫn này khoảng 5 kim cho 400 nghìn đi. 6 triệu rưỡi ở đây 6 triệu 9. 6 triệu 9 bao tay là 3 triệu á. 3 triệu cho 10 triệu đi. 10 triệu với cái áo này. Áo này với nón này cho 1 triệu nữa đi. Là 11 triệu với cái này 20 một cái này là khoảng 7 triệu này 17 với cái này khoảng 15. Set đồ này gần 35 mơ nè. Đó, đây chỉ là Khải tính cái đường giá trung bình thôi nha. Đó, trung bình không 35 mơ ấy, còn ông mua thì Khải người chắc chắn sẽ hơn giá 30 là cái chắc, hơn 30 triệu là cái chắc nè. Set đồ quá đẹp. Không còn gì phải bàn. Quá đẹp. Ông đang xem set đồ này đi liền đấu nè. Không biết hiện tại bây giờ ông liên đấu được hạng bao nhiêu chưa. Hiện tại liên đấu đã xuất hiện bắt đầu đánh 2 ngày rồi. Khải kiểm tra liên đấu thì ông có đánh không. Biết được có đánh không. Đánh lần nào chưa. Ôi vãi nồi. Anh em biết gì không anh Mã? Má đánh liên đấu 16 trận thua đúng 1 trận. Đang top 1 liên đấu. Top 1 rồi. Thôi xong. Má đầu tư cái này đúng quá hay luôn. Má đồ cái này thì không ngát nào luôn á. Trời ơi đồ cái này nghe mơ vô quýnh cũng bắn. Phòng thủ server này mà trên 70 thôi. 70 trời ơi. Căng banh khá là cao rồi chứ. Trời ơi. Quá ngầy, quá hay. Chúc quá may mắn. Hóng gì vậy em? Chúc mừng. Hóng hồi nãy mua mình 4 phát, hóng 3 cái nào luôn. Ok. Set đồ gần trên 35 mơ không? Set đồ đẹp quá nè mày. Cái đồ này trên 35 mơ là cái chắc à. Đây chứ gọi là đại gia mùa dịch này. Quá đại gia luôn, sắc đồ quá đẹp nè mày, không nhiều vậy bạn. Trưởng lão Hồng Môn nè. Má nhìn sắc đồ đúng nhiều luôn. Hôm nay đánh liên đấu là ba báo chất là ba. Bá đạo luôn rồi. Top 1 là cái chắc này, đánh hay quá. Tầm này sắc đồ khỏe quá nè. Sắc đồ mình thì không phòng thủ nè mày. Đồ mình thì chơi tống kim thôi. Mình chỉ chơi hiệu ứng 125 trận với lại 60 thần pháp thôi. Đó, mỗi người một cách chơi nè, không ai giống ai cả. Mình thì đồ mình cùi, xếp đồ mình tầm 2 triệu anh em. Xếp đồ mình 2 triệu bằng cái nhẫn của ông ấy. Xếp đồ mình chỉ bằng ngón ngén cái móng tay thôi anh em. Thôi, bằng cái nhẫn nó cái vào tay là được rồi. Xếp đồ này 165 chậm. Ui trời ơi. 300 kim hả? Má xếp đồ, đối với xếp đồ em tầm 30 kim anh có đâu nhiều anh. Trời xếp đồ ông này 165 chậm này, cho anh em xem nha. 40 165 chậm và phòng thủ dương 70. Đó. Phòng thủ dương 70. Và với cái lượng mà kháng banh 17 với lại 18 kháng tất cả này kháng banh 35 với 165 chậm này Khải bảo đảm với anh em. Không có con nghe mi nào mà đánh lại ông này luôn, bảo đảm với anh em luôn.
Là nó vụt cho mấy phát rồi. Xe rồi. Còn đây về cái việc kháng hỏa thiên nhẫn hả? Cái người thiên nhẫn không có túi rồi. 15. Kháng hỏa thì hơi thấp nha. Cái trận ông này Khải Nghĩ thì kháng về cái vấn đề mà đánh với thiên nhẫn cái bang này, Khải Nghĩ ông này phải thực sự bơ ca thật hay mới đánh nổi nha. Tại vì cái lượng kháng hỏa khá là thấp rồi nè. Lượng kháng hỏa chỉ có 15 với 18 này kháng hỏa mới 33 thôi. Nên là rất là khó nha, bảo đảm luôn. Nếu mà gặp ông cái bang rồng này hoặc là thiên nhẫn nha, Khải bảo đảm với anh em luôn. Ông này nếu mà gọi thiệt tình, thiệt chất bơ ca thì mới có thể ăn được cái bang của thiên nhẫn tầm này trong liên đấu. Đó. Đó. Chắc chắn là vậy luôn. Tại vì lượng kháng hỏa khá là thấp. Tại vì Khải đã đánh đường môn liên đấu là Khải biết. Thì đó, em nghĩ vậy. Tầm này thì máu được 3k, đồ rất rất đẹp, máu 3k là hợp lý rồi nè. 260 sinh khí. Ua, má đúng đồ đẹp quá. Mắt, anh này này. Mắt tại thì kinh này. Anh này mắt tại thì kinh rồi nè. Em nhìn so điểm này. Hơn Khải gần 90 điểm tiềm năng. Em thấy chưa? Mát rồi. Mát tại thì kinh rồi. Mát sẽ đồ quá đẹp. Mắt tại thì kinh đấy. Mà cũng có thể là mắt vào là một tịch luôn. Tầm này cũng có thể mắt vào là cung. Anh nghĩ là cung mắt vào là một tịch rồi đấy. Ít nhất phải 10 cuốn. Tầm này ông đánh đầu tư cái này thì anh em xích đồ này không còn nào mà chơi được. Tất cả các đầu tư Khải Nghĩ, cả cái ạc, cả cái xác và cả đồ tẩy tỷ kinh vào là một tịch, các kiểu bánh trái thì Khải Nghĩ ông này xét đồ và cả nhân vật này hơn 40 triệu nè. Hơn 40 triệu ấy. Không có đường nào mà thiếu 40 triệu được. Má, nhìn xét đồ nhìn nhíu vậy. Quá nhìn nồi. Thôi quá đẹp. Ok, thêm không? Chết quá chất. Quá chất luôn em ơi. Thôi cái đi tổng kim à, không đỡ anh em chờ đợi lâu.